Hi, it's me again, Hannah from IELTS Hannah. Xin chào bạn, là cô Hannah. Và trong video clip này, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập danh ý và paraphrase một đề tài rất là phổ biến. Đó là đề tài về giao thông, transportation. Okay, let's get started. Đầu tiên, chúng ta cùng đọc đề và phân tích các cụm từ quan trọng trong đề bài này nhé. Some people believe that government should spend money on building train and subway lines to reduce traffic congestion. Others think that building more and wider roads is the better way to reduce traffic congestion. Discuss both views and give your opinion. Một vài người tin rằng chính phủ nên chi nhiều tiền hơn cho việc xây dựng các đường sắt cho tàu và tàu điện ngầm để mà giảm thiểu vấn đề kẹt xe. Trong khi những người khác lại nghĩ rằng việc xây dựng nhiều con đường hơn và việc xây dựng nhiều con đường rộng lớn hơn thì là cách tốt hơn để giảm thiểu vấn đề kẹt xe. Hãy thảo luận hai ý kiến và cho ý kiến của bạn. Như vậy, bài dưới đây đều tập trung vào vấn đề đó là reduce traffic congestion. Để giảm thiểu vấn đề kẹt xe thì chúng ta sẽ làm cách nào? Một vài người đồng ý với việc đó là building trains and subway lines, xây dựng nhiều đường tàu đường dành cho tàu hoặc là subway, tàu điện. Và một vài người lại chọn phương án đó là building more and wider roads, xây dựng nhiều đường hơn hoặc là mở rộng nhiều đường hơn. Như vậy thì các bạn hãy thảo luận hai ý kiến này và hãy cho ý kiến của bạn là gì. Vậy thì ý kiến mà chúng ta đồng ý sẽ nằm ở phần body 2 trong phần danh bài. Phần body 1 thì chúng ta sẽ thảo luận một vài lý do ủng hộ cái việc đó là một vài người nghĩ rằng cái ý kiến mà chúng ta không đồng ý, có ví dụ như thế. Rồi, bây giờ chúng ta cùng paraphrase những từ trọng tâm trong đây mà cô đã lấy ra trong đây. Cụm từ đầu tiên, to reduce traffic congestion, giảm thiểu vấn đề kẹt xe, có thể là giảm lưu lượng giao thông trên đường. To ease traffic flow, giảm thiểu áp lực cho đường bộ. To relieve pressure on the roads, hoặc là cụm từ thứ ba, giảm vấn đề kẹt xe, thì đồng nghĩa với từ reduce, từ ease, chúng ta có một từ học thuật nữa, đó là từ alleviate. Alleviate traffic jams. Traffic jams đồng nghĩa với từ traffic congestion. Cụm thứ hai, building train and subway lines, có thể đưa từ building thành từ construction. The construction of rail and subway networks, xây dựng các mạng lưới tàu điện hoặc là tàu. Number 2, cụm từ nữa đó là metro networks, chúng ta có thể cụ thể hơn đó là xây dựng tàu điện, hoặc là tàu điện tức là a light rail transit system, hệ thống đường sắt, đường ray xe lửa nhẹ, tức là nói về tàu điện đó. Tiếp theo, cụm từ thứ ba, building more and wider roads, xây dựng nhiều đường hơn hoặc là mở rộng đường xá, thì chúng ta có thể nói expanding and improving the road system, việc mở rộng và việc cải thiện đường xá, đường bộ. New road routes, việc xây dựng nhiều cái lộ trình, nhiều tuyến đường bộ mới, tức là việc xây dựng nhiều con đường mới. Có thể ví dụ ra ring roads or bypasses, có thể xây dựng đường vòng. Đường vòng ví dụ trung tâm thành phố đây, chúng ta sẽ xây dựng từ đây, nếu mà đi xuyên qua trung tâm thành phố thì sẽ nhanh nhất, nhưng mà chúng ta sẽ đi đường vòng để mà giảm thiểu vấn đề kẹt xe ở trung tâm thành phố. Or bypasses ám chỉ các cầu vượt, thay vì đi trung tâm thành phố chúng ta đi qua những cái con đường vượt qua cái trung tâm thành phố để giảm kẹt xe. Ok. Và cụm từ thứ tư có thể là build and widen roads, đưa về danh từ xây dựng và mở rộng đường. Đó là xong phần paraphrase. Bây giờ chúng ta cùng thảo luận ý kiến. Sau đó xong phần thảo luận, chúng ta sẽ chọn xem mình sẽ chọn phương án nào, và phương án đó sẽ được thảo luận trong phần body 2. Ok. Đầu tiên chúng ta cùng thảo luận vấn đề building more and wider roads nhé. Thì cô sẽ chia ra thành hai cái luận điểm chính. Luận điểm thứ nhất đó là vấn đề kẹt xe trong trung tâm thành phố, và luận điểm thứ hai đó là vấn đề kẹt xe ở ngoài trung tâm thành phố. Bởi vì bài của chúng ta không đề cập tới việc là kẹt xe ở trung tâm hay ngoài, nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy là kẹt xe diễn ra ở cả trung tâm thành phố và cả bên ngoài thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn. Ok, đầu tiên inside the cities, bên trong trung tâm thành phố thì chúng ta thấy là các đường xá thì không có đủ lớn để mà đáp ứng cái lưu lượng giao thông, lưu lượng phương tiện giao thông trên đường bộ, đúng không nào? Như vậy, không đủ, chúng ta sẽ dùng từ học thuộc đó là inadequate. Inadequate due to the increasing number of cars, bởi vì số lượng giao thông, số lượng xe hơi ngày càng tăng. Thay vì sử dụng more and more cars, chúng ta hãy sử dụng cụm này sẽ học thuộc hơn, the increasing number of cars. Rồi nguyên nhân thứ hai, kẹt xe và
chúng ta thấy là việc xây dựng đường xá là hợp lý là bởi vì là người ta có xu hướng là sử dụng xe hơi nhiều hơn trong việc đi làm, bởi vì nó thuận tiện hơn. Và đặc biệt là những người sống ở rìa thành phố đó, thì người ta sẽ sử dụng phương tiện giao thông riêng tư của họ đi làm sẽ phù hợp hơn là sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Bởi vì phương tiện giao thông công cộng thường không đáng tin cậy, không đúng giờ, thường là như thế. People tend to use cars to commute as more people live in the outskirts. Outskirts là vùng rìa trung tâm thành phố. Còn vấn đề kẹt xe bên ngoài thành phố cũng thế. Vấn đề kẹt xe bên ngoài thành phố chúng ta thấy là ngày càng nhiều phương tiện giao thông ở bên ngoài trung tâm thành phố. The growing volume of traffic outside the city centers. Trong đó chúng ta có từ volume of traffic là lưu lượng giao thông, lượng giao thông. Vậy thì khi bên ngoài thành phố như thế thì chúng ta có thể xây dựng các con đường vòng hoặc là cầu vượt để mà có thể tránh đi vào trung tâm thành phố. New ring roads or bypasses should be built. Passes, S các bạn ha. Ok, đó là vấn đề chúng ta nên xây dựng nhiều đường hơn, đặc biệt là ở trung tâm thành phố hoặc là ở bên ngoài thành phố để giảm vấn đề kẹt xe. Tiếp theo chúng ta cùng lập danh ý cho vấn đề thứ hai, đó là việc xây dựng nhiều đường hơn hoặc là nhiều đường cho nhiều đường sắt cũng như là tàu điện hơn. Vì sao chúng ta nên khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đúng không nào? Encourage people to use public transport like metro or rail services. Bởi vì phương tiện giao thông công cộng ngày nay thì rất là đáng tin cậy, an toàn và nhanh chóng. Public transport is affordable, safe and quick. Và cái nguyên nhân nữa mà khiến cho chúng ta, mà khiến cho phương án là xây dựng tàu và các tàu điện thuyết phục hơn, đó là bởi vì đất thì không có sẵn ở trung tâm thành phố. Bởi vì nhà người ta đã xây dựng hết rồi, việc quy hoạch rất là khó. Như vậy, đất không có sẵn ở trung tâm thành phố để mà xây dựng con đường mới hoặc mở rộng đường. Nhưng cái việc xây dựng tàu điện ngầm ở dưới lòng đất nè thì sẽ hiệu quả và hợp lý hơn, đúng không nào? Land is not available in the city centers to build new roads or widen roads, so a metro is more practical. Thì đó là những ideas và những các cụm từ trong dạng transportation mà cô áp dụng trong phần template này. Các bạn có thể follow cái dạng này dưới đây và viết bài tập thực hành giúp cô nhé. Okay, thanks for watching and see you in my next videos. See ya!